Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu gồm các ông Phan Thanh Long, Phan Văn Dũng và bà Lê Kim Anh, đã tiếp xúc cử tri phường Hòa Bình chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, có báo cáo của Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu cử tri phường Hòa Bình bày tỏ đồng tình với dự kiến chương trình kỳ họp cũng như việc thành phố kịp thời giải quyết các kiến nghị của cử tri. Cử tri phường Hòa Bình đã kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, đề nghị thành phố sớm giải quyết, trong đó việc dự án chậm triển khai được nhiều cử tri nêu ra. Riêng cái dự án Hòa Phát Nam đã triển khai từ 2007 mà đến khi của như kết thúc thì bỏ dở nửa chừng của như từ bệnh viện Lao và khu của như Hòa Phát trở qua là đã chìm đám trong của như thời gian quá lâu. À, trong lúc đó thì cũng như nhân dân cũng như đang nằm trong dự án cũng như là còn lại thì à, về việc cũng như là xây dựng sửa chữa nhà rất là khó khăn. Cử tri Phương Hòa Minh cũng đề nghị thành phố quan tâm vấn đề quy hoạch đảm bảo thoát nước đô thị, hạn chế tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn, sớm khắc phục tình trạng các viễn thông tràn kịp trên nhiều tuyến đường. Cử tri Phương Hòa Minh cũng đề nghị đảm bảo điện chiếu sáng tại một số khu vực, quan tâm đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.